chúng ta thấy rằng là xung quanh những căn bệnh đặc biệt là với các bệnh truyền nhiễm thì không chỉ có câu chuyện về việc vaccine mà trong quá trình điều trị thì cũng cần đến thuốc kháng sinh chẳng hạn và tình trạng thiếu kháng sinh để điều trị các bệnh nhiễm trùng nhất là những bệnh liên quan đến đường hô hấp thì chúng ta thấy là bệnh viêm phổi này rồi bệnh viêm hồng liên cầu khuẩn này đang lan rộng tại Australia trong bối cảnh gia tăng đột biến các ca nhiễm trùng liên cầu khuẩn nhóm A ở trẻ em tại quốc gia này. Cuối tháng 12 năm 2022, Cục Quản lý Dược phẩm Australia đã cảnh báo nguy cơ thiếu hụt các loại kháng sinh dòng amoxicillin, cefacillin và metronidazole. Phó Chủ tịch Hiệp hội Dược phẩm bang New South Wales, Adele Tahan cho biết tình trạng thiếu các loại thuốc kháng sinh như amoxicillin là do vấn đề hậu cần, cụ thể là chuỗi cung ứng dược phẩm từ nước ngoài đang bị trì trệ. 90% lượng thuốc có sẵn tại Australia là nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này dẫn đến sự phụ thuộc lớn của ngành y tế xứ chuột túi và các nhà cung cấp nước ngoài. Trong thời gian gần đây, giá thuốc kháng sinh ở Australia đã giảm đáng kể và nước này chỉ chiếm 2% thị trường dược phẩm toàn cầu. Do đó, Australia không còn là thị trường trọng điểm của nhiều nhà sản xuất quốc tế và không giành được ưu tiên về nguồn cung.